Chào mừng mọi người đang đến với chương trình Gen Z chả biết gì ở trên kênh Mi Podcast. Mình là Dustin Phúc Nguyễn. Các bạn còn nhớ mình không? Không. Không. Mình là Cocaine. Yeah. Cocaine. Sau khi bạn follow con nick đó thì các bạn nhớ follow kênh Mi Mart nha các bạn. Hello, mình là Jackie. Một thỏi sô cô la biết hát đúng không? Biết cười, biết nói. Biết nói, dạ. Ăn cũng được. Chưa có ăn. Biết cười, biết nói thì biết rồi, nhưng biết hát thì chưa thấy. Giờ mình phải hát được không? Thỏi sô cô la. Nếu mà để mà hát thì đương nhiên là thỏi sô cô la này phải hát rồi, chứ thỏi sô cô la không thể nào không hát. Have you ever heard about the flavor? Khi môi chạm môi, một khi tay chạm tay, một khi ta cùng quay chìm đắm mê say. Ngày và đêm thì sao? Đừng hỏi anh tại sao. Chuyện này cứ làm sao chẳng biết thế nào. Baby, cứ ôm anh hỏi sao? Baby, cứ sao anh còn đông đầy trong mắt em? Baby, anh hỏi sao, baby, cớ sao ta còn chưa chịu buông lấy nhau? Ngày hôm qua đã xong, ngày hôm nay còn không, mà sao em vẫn mong thêm tí được không? Ngồi đây ta nhìn nhau, chẳng cần nói một câu, vì anh biết rằng em chẳng dám từ đâu. Yeah, baby, cứ ôm anh hỏi sao, baby, cớ sao anh còn đông đầy trong mắt em? Baby, cứ ôm anh hỏi sao, baby, cớ sao ta còn chưa chịu buông tay nhau? Ba-ba-da-ba-ba-ba-da-ba. You say ba-ba-da-ba-da-ba-ba-da-ba. Ba-ba-da-ba, ba-ba-da-ba. Ba-ba-ba-ba-ba-da-ba. Em nói em thích vị của anh, em nói em thích vị của anh. Em nói em thích vị của anh, vị của cũng anh, vị của anh. Em nói em thích vị của anh, em nói em thích vị của anh, em nói em thích vị của anh, vị của anh, vị của anh. Oh, yeah, yeah. Baby, cớ sao anh còn đông đầy trong mắt em? Baby, cứ ôm anh hoài sao? Baby, cớ sao ta còn chưa chịu buông lấy nhau? Take it down like ba ba da ba 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 da ba la 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 ba ba da ba 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 da ba la 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 ba ba da ba 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 da from the head to the toe ba ba da ba 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 da ba da ba. Wow, cái bài rất là nhạc rất là trong sáng. Chủ đề đầu tiên sẽ là nói về sẽ tình dục đó, dịch ra tiếng Việt tình dục đó. Dustin và B sẽ là một đôi và Jackie và Công sẽ là một đôi. Wow, okay. Wow, yeah. Hello bà. Giờ anh muốn chơi theo kiểu mà mạo hiểm hay là anh chơi an toàn đấy bạn? Thật ra ngồi chung đội với em đã là mạo hiểm rồi, nên anh nghĩ là mình nên có mạo hiểm nhưng không có đi xuống vực, em hiểu không? Nên anh nghĩ anh là người sẽ đoán chữ em. Thôi chia nửa đi. Ok. Có nghĩa là lật qua lật lại đó. Linh hoạt. Ừ. Linh hoạt, ok. Bi có linh hoạt không? Em nghĩ là em sẽ hoạt động nhanh, nhạy bén hơn. Anh nhưng mà không là, linh anh hoạt có kinh nghiệm, anh nghĩ nhanh hơn. Câu hỏi là có linh hoạt không? Thế có lật qua lật lại được không? Vậy dĩ nhiên rồi. Vậy thì mình mỗi là mỗi câu một một đứa làm. Dạ, mỗi người thì làm lần. Rồi, ok, mọi người mở mắt ra, được rồi đó. Go! Doggy. Đúng rồi. Ok, được, chính xác. Yeah. Anh ơi. Hay quá anh ơi. Đỉnh thật sự. Thì tiếp theo, ai nhắm mắt. Rồi, ai đó nhắm mắt nha. Bật thiểu. Dirty talk. Chính xác. Ủa. Oh. Oh. Tên bên này phải không? À, mở ra nói. Là nhai chứ. Mông trái. Mông trái. Mông trái móng.
mông trái. Ủa mông trái là gì ta, từ từ. Khác gì với mông phải? Mông trái là... Mông trái... Anh ơi thôi đừng làm hành động. Thôi. Mông trái là tán mông. Rồi. Xài lại đó luôn, mông trái. Wow. Là vaccine. Peach. Peach. Đợi đó, nói đi. Nói đi. Đào. Mông trái đào. 2-1. Wow. Mẹ rồi. Thì hay rồi nha. Trời mất rồi, cái này sao nó đoán luôn. Sao khi nghe em thế. Ok. Phim Nhật. Wow. Nhật là easy. Phim Nhật hả? Ừ. Kimono. Oh, đây. Anh buồn à? Anh chờ mong một hãng phim Nhật. JAV. Tại vì cái này, tại cái này là em phải có, em phải có coi phim em mới biết cái này. 3, 2, 1 review từ đây. Ủa, nhưng mà cái gì vậy? Sắp chưa? Thôi em nhắm luôn. Anh, cậu anh Vinh từ nãy giờ có điểm nào đâu. Mở đi, mở đi. Cái từ này không có biết. Hồi lát anh nhắm đi, em tả cho. Không. Em tả hình. Anh tả anh cũng tả được đâu. Ui vậy hả? Ừ. Tò mò quá. Thôi chắc là hai anh chịu thua thôi nhỉ? Chứ bị chơi gì nữa, thấy lâu quá. Phải nói một từ chứ. Không, phải nói chứ. Ừ. Thấy lâu quá. Anh cô động lại, đợi nước nó cô động lại, anh chắc lọc lại, anh đợi nước nó đun nó còn một giọt. Ừ. Ôi, giờ chỉ có thể nói được là tư thế thôi. À. Mẹ là bảy mấy tư thế. Không, em đọc hết từng cái. Nó đại thôi chứ giờ phải đi qua đi lại tới khi nào nó ra đúng không? Ra chứ. Ra, nó phải ra. Phải ra. Đúng. Hơi lâu anh ạ, hình như hơi lâu. Gì? Tư thế gì? Ủa tư thế gì mà anh nhìn qua anh Justin? Để anh hỏi là tư thế là cái từ khóa. À, tư thế gì? Là có squat trong đó hả? Thôi hay là đội em nhé, đến lượt đội em chuyển đi. Uống cho nó mát. Gì có từ sao gì uống cho nó mát, bốn từ. Nước sâm. Từ đấy giờ là em nấu uống cho mát thôi. Em nhường để cho mọi người vui thôi. Bây giờ chứ em còn... nói không đúng là anh hết vui nè. Uống cái... cho mát. Uống cho mát. Ừ. Quả rồi đó, uống cho mát rồi đó. Ê, thôi, cái từ này thôi. Thôi. Từ này khó quá vậy. Có. Kiểu nó lại không hiểu là cái gì. Trả lời 3 2 1 câu trả lời. Nước sâm, nước mía rồi đó. Bắn. Uống cho mát bắn. Uống cho mát mà đi bắn. Người ta bán nước uống cho mát mà đi bắn người ta. Rồi bỏ cái từ đó ra đi. Ok, tiếp theo. Tiếp. Ủa, ra đây. Thì thôi. Bây giờ em nói phải chơi chiêu thôi chứ giờ mà anh hỏi nói đâu. Khó dữ gì ta. Thôi chịu thua đi. Thua ha, để em tiếp rồi. Tục. Ừ. Rồi, cái quả gì, cái quả gì nấu uống cho mát? Một từ mà. Nó một từ nó không có ra được. Sao mà ra. Cái quả gì uống mát. Trời ơi. Dạ cho tôi cái từ bây giờ được dừng dài dòng quá đi cho rồi, tôi. Yes sir, cho cháu như vậy gì? Rồi. Quả gì? Chắc chắn rồi. Quả gì? Phải là bí đao đúng không? Có gì điện không? Quấn... Ủa? Quấn lại cắm điện cho sáng như công già Noel thôi. Quả không cho mát. Thì là bí đao em. Không ai gọi là quả bí đao hết chứ. Quả gì mà nấu uống mát. Thôi bây giờ đến lượt kia rồi. Tư thế mà để cho mát. À, em biết rồi. Tư thế. Hãy làm anh tự hào. Em biết rồi. 10 điểm nha em. Em biết rồi. Không biết luôn á. Thôi, lướt đi, lướt đi. Vô em. Đây là một tư thế. Làm hết hồn liền. Thua rồi. Làm cho người ta hết hồn liền em. Vô em ơi. Vô. Cái gì? Chết rồi, biết rồi mà tư thế gì giờ là. Bia. Mà... Đoán được là cùi luôn. Ủa, thì là đúng được gì? Đáp án là La Hán đẩy xe. La Hán. Nghĩ tới La Hán rồi mà không nghĩ là tới La Hán không? Là thật sự mát chưa? Cái quả đó thật sự mát chưa? La Hán. Nhưng mà cái từ quả là sao vậy? La Hán đẩy xe là... Thì em... Như đẩy xe gùa cho nó ra được chữ La Hán trước. Rồi sau đây em mới... La Hán rồi đẩy xe. Cô La Hán cô làm gì với cái xe La Hán, cái xe nước? Thật sự nếu mà La Hán mình có đụng cái thứ tương tự cũng được rồi. Dạ em chơi vậy thôi. Chương trình có hình minh họa không? Mình đụng cái thứ tương tự cũng được hả? Nhưng mà cho anh học hoang cho em hỏi cái thế là thế làm sao vậy ạ?
Oh. Wow, sao anh giành vậy? À. Rồi anh đẩy xe gù đó, đúng rồi. Rồi mình làm thử rồi đây. Thôi. Anh thôi. Vậy giờ anh đẩy em. Cho mấy đứa nhỏ 2003 nó biết. Thôi. Rồi đó. Đưa hai chân lên, đưa hai chân lên. Ôi. Đó, đúng, đúng. Tức là anh giày. Thôi. Thôi đi. Đúng. Xong truyền hình. Không được. Đúng rồi. Anh ơi, mình ngồi lên nào. Thôi đúng rồi. Đây là một điều may mắn cho em á, khi mà bây giờ em được học mà em còn được thấy hành nữa. Thôi, không nhìn đâu. Đây là cái tư thế tập thể dục mà mọi người chứ vậy. Đúng. Tập thể dục hỗ trợ về cơ vai trước. Đừng cái này em thấy giống siết khỉ. Khi nào mình làm tư thế đó mà mình không mặc đồ thì mới gọi là thể dục nhịp điệu, mới quét mình được. Còn này là đó, mình đang tập thể dục. Đúng. Ai mà quét là giận á. Bọn sao vậy em, đây 15 mà em lo gì. Có hình like action. Wow. Wow. Ai tiếp tục đi em. Anh nhắm rồi, ok thì anh nhắm nha. 3, 2, 1, review từ. Rồi, cho Ken đi trước. Thua chắc rồi. Nào, nói. Là em đang nói mình thua chắc à? Không, em đang nói đội. Vô em ơi, vô cơn. Gì vậy? Mưa rào. Rồi, xong. Xong phim. Mày nó qua tới trụ tường nữa nè. Em nói lên cái anh biết liền luôn nè. Anh mưa rào, mưa rào. Mà kiểu mình phải làm cái gì? Một từ. Mưa rào gì gì gì. Baby chi. Không ạ. Chuyện. Em thất vọng. Chồng. Anh cũng thất vọng về anh. À. Mưa rào rồi chồng là giống như là đeo bao vậy đó. Mình nói là cái câu đó là cái đó là phải là một cái gọi là condom. Tiếng Việt. Ba cao su. Oh. Trời ơi. Mà mưa rào là sao? Mưa rào là áo mưa đó. Sao nó mặc áo mưa? Thì gì? Em như cái mưa rào là sao? Sao nó mặc áo mưa rồi đó? Em muốn nhấn nhá cho chương trình. Oh. Em nhấn vô chương trình cái anh lạc lõng giữa chương trình luôn. Cái thứ mà anh quen thuộc nhất thì anh lại không biết nó là gì luôn. Hay là nhiều khi bạn tưởng là mỗi lần trời mưa là mình đeo cái đó vô. Thực ra trời nắng mình cũng đeo. Đúng không? Rồi, ok, từ khóa cuối cùng. Rồi. Anh tin em nhé. Tiếp anh, đang ngon. Vậy là anh nhắm đi, anh nhắm đi, em tải cho. Rồi, ok. 3, 2, 1, review từ. Ồ, tìm bạn. À. Bên đây trả lời 4 phương, nói chung cười hoài. Anh ơi. Dating app. Xem rồi đó, gần rồi đó. Ủa, hả? Switch. Qua. Đây đây. Đây. Thua rồi. Lại thua rồi. Hình Phật, hình chó mèo. Đúng rồi. Tin đâu. Chúng tôi không cần thể hiện. Chúng tôi đã có câu trả lời. Đúng. Ủa, có cái logo Tin đỡ đây không? Không. Ok, mời mọi người tự uống. Yo. Yeah, yo. Em có thua đâu. Huệ uống chung. Huệ keo mà, mời Huệ keo uống chung chứ. Cheese. Vô. Chiều. Mưa rào. Các bạn mà coi xong cái show này, các bạn comment dữ lắm luôn, ví dụ mưa rào. Đó. Chấn động nha. Mình đã đầu tìm những cái từ. Từ thứ hai thì chương trình sẽ đưa ra một cái câu và các bạn sẽ chọn cái câu đó là đúng hay sai. Các bạn chọn sai thì bạn sẽ phải uống. Ok. Câu đầu tiên. Đàn ông nghĩ nhiều về tình dục hơn phụ nữ. Đúng. Sai. Ờ, mỗi người có một câu trả lời riêng. Anh ơi. Ê, riêng rồi, khúc này mình hết nhóm rồi. Mình riêng cá nhân này, cá nhân độc lập rồi. Cái kiểu không? Em thấy là có vẻ là mình đi theo đa số sẽ an toàn hơn. Vừa nãy là không. Là đúng không là sai. Đi. Không đi. Không là sai hay đúng? Thế là không đi. Đàn ông nghĩ nhiều tình dục không? Không chính xác rồi. Ok, mọi người đã có câu trả lời mình là đúng không? Bi là gì? Là đúng. Ủa, sai. Đúng. Rồi. Thế em xin phép đổi câu trả lời. Em ơi, mình coi chính kiến đi. À, thế em nghĩ là chắc là đúng. Em thấy anh nhiều kinh nghiệm. Chắc là đúng. Rồi, ok. Và Dustin đúng. À. Ok. Rồi, ba người còn lại uống. Tại anh đi. Ủa, thế là nữ có tính hút mình hơn hả? Ở một nghiên cứu của Đại học Bang Ohio là nói là đàn ông á
thì nó nghĩ nhiều về sex hơn là đúng, nhưng mà còn nghĩ nhiều về tất cả những thứ khác nữa. Có nghĩa là đàn ông sẽ có cái nhu cầu gì thì đàn ông sẽ nghĩ nhiều hơn con gái thôi, chứ không phải chỉ về sex. Sao sao mình sai rồi mình à? Là sao ạ? Không, mình hiểu là tại là vì mình đánh đố chương trình. Không, mình hên xui. Mình nghĩ là đàn bà lại nghĩ nhiều hơn. Phụ nữ lại nghĩ về tình dục nhiều hơn. Vậy đúng hả? Ừ. Hay. Đúng rồi, em cũng cảm nhận được. Có thể là không đúng. Anh cảm nhận sau khi anh thua đúng không? Không, mình cảm nhận là một cái khía cạnh, ví dụ mình thoải mái đi. Mình thoải mái thì mình cái việc đó là cái việc đương nhiên. Còn khi mà mình, ví dụ mình đàn ông mình đang stress đi, mình đang trong một cái môi trường làm việc căng thẳng đi, thì cái việc đó xuất hiện là mình cảm thấy nó vô không, vô cảm. Không nha, em stress em nghĩ tới em thấy vẫn ok nha, vẫn ok, giải stress ok nha. Em giảm stress khá mà. Nhiều. Tùy người mà. Tùy người. Nhưng mà nó 50-50. Em là... À là không nghĩ gì luôn. Không nghĩ gì luôn. Hay quá. Em là sao được luôn. Còn... cuộc sống chay tình. Chay tình. Ok. Rồi câu chuẩn bị tiếp theo đó là hôn phải nhắm mắt. Đúng hay sai? Ê, cái này nó quan điểm cá nhân quá vậy. Không, em thấy là đúng. Mở mắt nó kỳ lắm đó, xin nè. Hiểu không? Anh cũng đúng không? Kiểu gì anh cũng phải nhắm mắt hết. Anh thích nhìn người ta lắm. Nhưng anh không thể nào, anh không mà anh mở mắt rừng rừng. Em mắt người ta đẹp thì sao? Sai. Thì kỳ hơn nữa. Đúng. Sai, anh là đúng, anh sai. Còn anh? Từ đang diễn lại cảm xúc. Đâu giờ em thử em làm gì đó cho anh đi theo em thử. Nếu mà mình hung mình mở mắt nhìn nó chơi chơi lắm, kỳ lắm. Nó hôn kỳ là phải nhắm mắt. Nhưng mà nhớ đâu, đó là một cái đôi mắt mới đẹp. Nó mới đê mê. Không, mình chỉ cho một cái cách. Mình hung á, mình nhắm. Mình để cho người ta nhắm với mình xong rồi mình mở ra mình nhìn. Ừ. Anh có tưởng tượng tới những người bị lé kim chưa? Chưa, gì đâu. Rồi cái... không có làm như vậy. Không, lúc đó đang cạnh chiếc xe sát bên. Dạ, đang hung đây nhưng mà cái này vẫn là cạnh chiếc xe. Mở ra thì cái ghen mắt. Nếu không, nhưng em vẫn sẽ cho là đúng. Đúng, sai. Anh vẫn chưa ra câu con này nó xác suất, trời ơi trời. Nó chơi xác suất. Không, anh nghĩ là hôn là phải nhắm mắt. Nhắm mắt. Anh nói thiệt đi, anh hôn anh có nhắm mắt không? Anh nhắm và sau đó anh mở. Quan trọng là hôn cái gì. Thật ra ấy thì em nghĩ rằng là nếu mà đối phương mà có hôn em ấy thì em nghĩ rằng em cũng là một cái đôi mắt mà cực phẩm. Thì đây là không nha. Chắc là người ta phải nhìn em chứ, đúng không ạ? Người ta sẽ phải sao xuyến bởi cái chắc đôi mắt là này thôi hả? Không, nhưng mà đa phần con mắt đó, khi mà con mắt những mắt chạm nhau á thì đa phần nó đưa về một cái trục á. Khi mà đang về xong nó đưa anh đưa về toán học cái tự nhiên nó về là mất cảm xúc liền. Không phải nhắm mắt lại. Mấy người không có biết cái gì hết, phải nhìn nhau để thấy được là lúc đó người ta có thật lòng hôn mình hay không chứ. Đâu sao mình không cảm nhận cái lưỡi của người ta là mình biết người ta có hôn mình thật lòng không liền. Thế lỡ đâu bởi anh bụi đậu bụi tôm mới ăn uống đậu bụi tôm mà hôn tôi là tôi thấy không có thật lòng rồi đó. Không có thật lòng rồi. Rồi công khen câu trả lời em là gì? Chắc chắn rồi, về cái đôi mắt đẹp của em thì câu trả lời là có. Yes sure. Chắc chắn là như vậy rồi. Là đúng rồi. Ai sai uống? Đúng rồi anh ơi, anh dị quá. Ủa? Thì không mà anh mở mắt ra anh dòm cái gì. Không mà khoa học chứng minh dây thần kinh mình khi hung là mình đi. Đóng màn xuống đâu mà nhưng đóng mà cái màn này xuống. Ở đây là ý kiến cá nhân hay là chứng minh khoa học? Cái này là đa số. Đây là xác suất về đa số. Đa số, được kiểm nghiệm từ quốc tế rồi. Tại vì khi hôn á thì mình sẽ tắt đi càng nhiều giác quan càng tốt để mình cảm nhận. Đúng rồi, cảm nhận. Với lại em cảm giác nha, hung mà mở mắt nó sẽ xảy ra khi nụ hôn nó có vấn đề. Đúng. Đúng không? Mình đang nhắm mắt rồi nào mà hôn, ví dụ như mình cấn trúng cái gì đó trong cái miệng của người ta cái mình. Mình mở ra liền, đúng không ạ? Đúng không ạ? Hoặc là ví dụ như thấy quá đẹp trai, quá đẹp gái, hung vô một cái gọi là bún đậu mắm tôm sọc lên mình. Oh, wow. Đúng rồi, cái sự mở mắt kiểu... đó là khi có vấn đề mới mở mắt. Khú quê. Hoặc là anh đang hung người ta mà anh bị đau bụng thì anh lại mở mắt. Đúng không? Phải ngưng lại liền. Tức là cái mở mắt là cái việc khi nó phải ngưng lại mình mới mở mắt, còn khi đang ok là liêm diêm. Đó, xin vẫn đồng ý là hung nhắm mắt nhưng mà lâu lâu mở ra một chút. Em lại anh em mở sợ ma lắm luôn. Tự nhiên cái mở ra thấy nhìn trừng. Ok. Câu hỏi tiếp theo thì ai mà học sinh học năm lớp 8 thì có thể biết được câu trả lời. Muốn đếm bò. Bạn bè trên lớp thì em trên phòng ban giám hiệu. Cũng không biết là phòng lớp 8 không. Em không nhớ nữa. Tinh trùng có thể sống lâu nhất trong 7 ngày. Sai, chắc chắn là sai. Sai này chừng là trong ống nghiệm mà giữ giống thì còn chứ. Thôi, câu này em rồi bà có tinh trùng không? À,
Câu này em muốn thể hiện một chút. Muốn thể hiện chút này, ok. Đây là lúc tất cả mọi người đều sai đúng không ạ? Thôi bây giờ mình trái chiều đi. Nhưng đâu lại thành một cái gì đấy tiên phong và đột phá. Đúng. Tinh trùng không phải là nuôi gà ảo, nó không để 7 ngày được. Gà ảo. Không. Anh ở phòng ban giám hiệu anh không biết. Anh ở phòng ban giám hiệu anh không biết. Cái lúc đó nha, em có đi học. Em có đi học đàng hoàng, mặc dù là ngủ thôi. Nhưng mà okay, vẫn nghe. Chắc chắn luôn là cái nền y học rất là hiện đại như bây giờ thì là phải có cái biện pháp mà bảo quản chứ đúng không ạ? Bảo quản tới 10 năm luôn. Người ta đang hỏi là nó không được bao nhiêu ngày. Là không. Tức là giờ em làm nó cái vẫn không giờ quấn không. Ví dụ như em làm một cái phẹt ra ngoài bàn đi, anh nói làm cái phẹt ra thì em để nó đó, nó sống được mấy ngày. Nó chết liền. Đừng có dùng cái từ mà phẹt. Đừng có dùng cái từ đấy. Thì nó sống được mấy ngày. Thường là anh nghĩ là một vài tiếng. Cuối cùng là công kê là đúng hay là sai? Đúng. Ờ. Của nó là nồng nọc luôn. Ok, công kê đúng. Thì đúng rồi. Đúng rồi. Sure. Chắc chắn là như vậy rồi. Với chắc là tinh trùng không phải nồng nọc. Ủa, cái con này để con rất là đẹp luôn nha. Nhưng mà phải cho bạn cái thông tin là nó sống trong bao nhiêu ngày để bạn biết. Nó sống trong vòng vài. Lâu nhất trong 5 ngày là trong người, cơ thể của người phụ nữ. À, còn ở ngoài ngoài nhiệt độ, ngoài thường là ngoài chết liền. Ở ngoài thì còn thấp hơn nữa. Ở ngoài là vài nó bị tiếng à. Vài tiếng là nó bị vô miệng người khác rồi. Em không tin. Em không tin. Có những số trong hiệu, ví dụ như người phụ nữ mà kiểu đột biến, đột phá thì đâu lâu lại sống được lâu rồi, hơn. Người phụ nữ đột rồi, biến đâu phải khỉ đâu mà đột biến. Cái này có số liệu không chứ em không tin. Cái này có sách giáo khoa. Ok, câu hỏi tiếp theo. Nhân định tiếp theo tương đối gay gắt. Gay gắt hả? Gay gắt. Người đồng tính có tỷ lệ bị S cao hơn người bình thường. Ơi cái này mới vừa đọc thời sự luôn. Đúng. 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 Có đồng tính không? Một chút. Một chút ngược dòng. Một chút thôi. Em chưa nói hết câu. Chỉ một chút thôi. Lâu lâu đổi gió. À, ý kiến của em lại một chút thể hiện ngược dòng nhá. Ôi trời ơi. Có. Ngược đâu? Ủa không. Ở đây thằng có không? Không, là... không. Không. Không, ừ, vậy là mời em. Ok, ba người còn lại uống. Ủa vậy hả? Chớ rồi là sao? Ủa, mấy đứa đọc ở đâu vậy? Thật sự anh. À, em cũng mới coi trên VTV3. Em nói rồi, cái gì tiên phong bao giờ cũng là tuyệt vời. Ok. Nên đánh răng trước khi quan hệ. Không, cái này em không cần biết nó đúng theo khoa học hay không. Em vẫn nói luôn nên nha. Đúng. Phải giữ gìn sạch sẽ cho nhau. Gì em không quan tâm. Yes. Chắc chắn là phải đi ngược lại rồi. Em phải chắc chắn là phải đi ngược lại rồi. Yes sir. Là mọi em không đánh răng không? Mọi người bye. Có vẻ là suy nghĩ chưa tới. Ok. Lâu lâu chúng ta sẽ thích những cái mùi cơ thể. Okay. Mùi cơ thể đấy bao gồm cả cái trong cái khoang miệng nữa. Mỗi người nó có cái hương vị riêng. Thì em nghĩ rằng là đánh tự nhiên mất cái hương vị đó. Cái đó cái mùi chứ cái hương vị gì trong đó em? Ở trong đó nó chỉ có men răng thôi em ơi. Ok. Câu trả lời của em là không. Chẳng có gì phải đánh. Ủa sao mình phải đánh á? Hay mình đánh không? Mình đánh luôn, mình đập luôn không? Không thiệt á. Ai mà không đánh răng em đánh người ta luôn. Thế bình thường là em có đánh không? Đánh không? Giải đáp câu hỏi cho em. Ủa? Giải đáp hỏi cho em. Tức là bé nó vẫn là còn là một bông hoa còn nguyên. Bông hoa chưa khui siêu. Đúng rồi, nãy nói mà. Cho nên là bây giờ đánh răng hay không đánh răng gì cũng... thì cũng không quan trọng. Bông hoa là chít phọt ngon nè. Rồi, thấy chưa? Đó, súc miệng đi em. Rồi, ở xong sau cái show này bên BS sẽ liên hệ với em. Cá nhân mà, làm gì có một cái số liệu nào. Nhưng cái ý kiến cá nhân của em nó quá trời kỳ rồi, không thể được. Tính sản xuất nguyên một cái xóm khu phố 4 ở khu này là ai cũng đánh răng hết. Có mình bắt 7 ngoài kia không có lo thành nhà không hết kia thôi. Em dùng đi. Em rất là chê cái bản thống kê đấy. Nhưng mà nguyên cái dạng đấy chê em. Chê em nha. Em sẽ không bao giờ có được nụ hôn của tôi. Nếu mà với cái số liệu này. Con gái không nên chủ động sẽ đúng hay sai? Sai. Sai. Hít con gái chủ động nè, không? Nè nè, mình nó có bây một giờ, cái gu riêng. Bây giờ anh chị với em nè. Bây giờ em phải coi cái lượng fan của em nữ nhiều hay nam nhiều. Nếu câu này em nói sai thì tất cả sẽ đồng loạt unfollow em. Ha. 80% là nữ. Đó, nếu vậy thì em đã có câu trả lời rồi đó. Với một cái người ở Hà Nội như em thì em nghĩ rằng là nó cần có cái sự mà kín kẽ, nó cần có một cái sự mà chảy, nó phải có cái giá chứ đúng không thì mình chủ động trong không thể nào mà mình cứ vồ vập như vậy.
vòng này nó chọn bạn một cái giá không có nên, thì cái câu trả lời của em là có, nên chủ động, có là nên chủ động, là kẻ chưa, là nó kẻ cái gì ra chưa. Mọi người trả lời đúng một câu hỏi là nên chủ động, đúng rồi, mọi người đúng một câu cuối cùng. Yeah. Yeah. Rồi, mọi người bị phạt hết luôn. Sợ. Yeah. Uống cho vui, cho vui. Uống cho vui. Nó phải vui. Đúng, tại vì nó phải có cái sự công bằng giữa tất cả các giới và giữa cả đàn ông lẫn phụ nữ. Đúng. Cheers for afternoon. Đôi khi mình là thợ săn nhiều rồi, mình phải muốn mình làm con mồi. Không, với lại thật ra vấn đề là phụ nữ hay đàn ông gì khi mà chủ động á cũng đều vấn đề là họ muốn có một cái cuộc vui với cái người còn lại, đúng không? Yeah, yeah. Nhưng mà mình muốn thì mình phải thể hiện ra, chứ mình không thể hiện ra người ta làm sao người ta biết. Nó là một cuộc chơi ai cũng phải chủ động chơi, chứ đâu có ai bắt ép ai chơi được, đúng không? Bắt ép là phải đi lên kia liền. Nó thuộc về cái mức độ mà kiểu mình có thích đối phương nhiều hay không ấy. Phải không? Có thật sự vậy không? Vậy chứ mình không thích. Không thích. Không thích thì mình quan hệ với người ta làm gì? Cho biết. Cho biết. Cho biết. Cho biết. Ví dụ như nhiều khi đi, ví dụ như mình đã coi Dustin trên TV rất là nhiều lần, nhưng mà mình không biết Dustin lúc mà trên giường sẽ như thế nào, cho nên mình cũng muốn thử một lần cho mình biết. Không, em không nghĩ được đến thế đâu. Ôi vậy hả? Không, em không nghĩ được đến thế. Thôi. Okay. Mọi người cứ nghĩ là tình yêu có cần tình dục hay không? Có. Nè, chuẩn bị nè, văn mẫu nữa nè. Văn mẫu nè, sách đạo đức nè, thứ ba nè. Nói đi. Mong ngóng lắm đây nè. Ban đầu thì cần á. Những giây phút đầu phút sao cũng cần nha, khi mà các hành. Bộ máy của em nó chưa rã rượu ra được, nó không thể nào ngưng được những cái công tác ở lại được. Bao lâu nó hâm nóng mà nó làm hâm nóng không đâu nha. Nó sẽ giúp giải quyết những cuộc tranh cãi à. Giúp cho gia đình hòa thuận. Em tưởng tại mấy đó mà cãi lộn. Không, giúp cho gia đình hòa thuận, thấu hiểu đúng. Nhau à. Cân bằng tần số. Dạ. Giảm xa cách, dạ. Với lại quan trọng là những cái dạ. Như mà quen về lâu về dài á, nó sẽ có những cái giây phút mà hai người cảm thấy như hơi bị xa cách nhau á. Vâng. Thế là những cái tình dục rồi đó, nó sẽ kéo mọi người lại với nhau nồng cháy. Vâng. À. Nhưng mà mình nghĩ là đến đó là cái tuổi, cái giai đoạn đầu trong tình yêu thôi. Còn cái giai đoạn mà sau nữa lúc mà mình già thì... Có mãn rồi, cái già của anh nó khác với cái già của em, đúng không? Nhiều khi anh già anh ngưng, em già em quậy hơn nữa. Em vẫn hưng thật hả? Hưng thật chứ, tại vì sao có những cái anh già đúng không? Anh già em tới khác già... mọi người nha. Không, anh biết. Nãy em giờ là có rồi. Nghe thật sự nghe cái câu hỏi này em bị buồn. Why? Tại sao lại tình yêu lại cứ phải gắn đến tình dục? Tại sao chúng ta không đến với nhau vì cái gì? Ánh mắt? Vì cái con tim hay là vì những cái mà nắm tay, những cái hôn má, hôn môi thôi. Em bên cho nội tạng hay cũng vậy, anh mà. Cũng có, anh nghĩ cái đó cũng có lý. Đúng có rồi. Những có những người mà họ là asexual. À, họ không có nhu cầu về cái quan hệ tình dục. Yes. Mà họ vẫn có thể tìm một cái đối phương để yêu, một cái tình yêu lãng mạn. Là mỗi ngày bản mạng là chỉ cần bạch mắt nhìn nhau là ok, anh yêu em. Ừ. Có những người họ gọi là họ là asexual, là họ không có tùy nhu cầu tình dục. Dạ, trời ơi, thiên thần bước ra từ truyện tranh. Nhưng mà đối với em thấy có một cơ số các anh, các chú mà tầm 70 mấy tuổi nha, có thể tầm ở phân khúc tuổi đó, nhiều người nói là không còn khả năng đi. Nhưng mà nếu họ biết cách giữ gìn sức khỏe, họ thêm thực phẩm chức năng, họ đúng. Giữ gìn, họ vẫn phong độ đều đặn, họ vẫn phong độ và gia đình vẫn giữ gìn. Vợ của họ cũng gọi tuổi đó nhưng mà vẫn yêu thương nhau bình thường, vẫn nồng cháy luôn, má vẫn không. Đúng. Nhưng mà Dustin là nói cho những người mà theo cái xu hướng tình dục là asexual. Sao mình không nói mình đi, mình nói cho ai? Đây là một cái câu mà nó không có chỉ định ai hết. Thì mình nói của mình thôi. Thì mình thấy là tình yêu với tình dục vẫn có thể riêng rẽ được, không cần dính với nhau. Đúng rồi. Nhưng mà đối với em nha, một cái tình yêu mà mình có để hoạch định tương lai trong đó thì nó phải có cái tình dục. Đúng. À vậy hả? Đúng rồi, nó phải là thế hệ mai sau. Đúng. Nếu mà không có cái gì hết, không có ràng buộc nhau, không có gì hết. Ủa, nhưng mà cái đó đâu phải cái trách nhiệm. Thì cái đó gì nhờ cái đó nó mới thành trách nhiệm em. Đôi khi nó là cái trách nhiệm, nó đúng là cái thứ kết dính cái gia đình lại. Đâu có cần thiết về gia đình. Thì nếu mà em sống một mình em, còn nếu mà sống vì gia đình thì anh nghĩ cái đó nó cũng là một cái kết dính khá là ok đấy. Kết dính, bắt đầu qua xây nhà. Không thì anh đồng ý. Đúng nhưng... rồi, anh phải đồng ý với em chứ, đúng không? Nhưng mà đó anh nói là đúng. Không phải ai cũng như ai cũng có cái gì. Mình nói cho tất cả mọi người. Cảm ơn anh vớt em. Anh vớt em. Bao gồm em, đúng. Đúng. Rồi. Ok, ở câu tiếp theo, mỗi người hãy kể về một biện pháp tránh thai mà mình biết. Ha. Thì đeo bao cao su. Bao cao su. Người ta nói rồi. Bùi dâu.
thì mỗi người một biện pháp, nhưng mà biện pháp mình giống người ta mình cũng phải nói. Mình xuất tinh ngoài. Ừ. Cái đó bác sĩ gặp anh, bác sĩ đánh anh. Xuất tinh bên ngoài. À đúng rồi anh. Nhưng mà cái đầu vẫn có rủi ro. Tránh thai mà. Ai, là cái đầu vẫn có rủi ro. Vẫn có rủi ro. Ừ. Mình xuất lên chỗ khác á, không phải là lịch. Vẫn có rủi ro nha. Nó rỉ. Nó vẫn rò rỉ mà. Ừ. Vẫn rò rỉ. Rò rỉ sao? Anh ơi có thì... phải thép inox đâu mà kín rồi. Bắn ra ngoài á. Mình bắn lên mặt chẳng hạn. Nhưng mà trước khi anh bắn lên mặt là nó đã rò rỉ rồi. Cái số này sợ quá. Có một cái cách đây là do những cái truyền nhân trước nha mấy ông người chị với lại. Là thí dụ như cái cách của anh đến tinh cũng là một cách. Nhưng mà trong cái giai đoạn đó có những cái giai đoạn mình phải giữ, tại vì khi mà mình bấm cái nút power mình chuyển nó ra ngoài là ở trong kia thí dụ nó đang bending tầm 98%, còn 2% nữa. Bending đá banh rồi anh. Nó còn 2% nữa là nó full đúng không? Mà mình rút pin ngay chỗ đó là nó là không thể nào, lát mình bắt đầu lại là mình phải bắt đầu lại từ đầu. Dạ em không vậy. Như là mút nước giếng vậy đó. Không, cái này là em phải giải thích lại một lần nữa để cho chúng ta phải công nhận là vậy nè. Trong lúc chúng ta mơn trớn là bản thân chúng ta cũng đã có một cái sự tiết ra bớt một ít rồi đúng không ạ? Pre-cum. Vậy thì nếu mà cái sự tiết ra đó không lẽ trong đó nó không chứa những con nồng nhọc. Mình vẫn đeo bao cao su mọi người. Thật nhưng sự, mà cái đầu nhất, tiên, cái đó tốt đúng nhất, rồi. Đúng rồi. Cứ phải đeo từ đầu là chắc chắn nó nằm ở trong hết, là nồng nọc nằm trong bao. Còn em thì có biện pháp tránh thai của em ấy là không quan hệ. Cũng được. Cũng được. Đó là cách an toàn nhất. Cũng đúng, không thật sự.